Ơi chào tất cả anh em nhá. Hôm nay bên em lại báo giá một số mặt hàng để lắp cho xe Uây, xe Jim nhá các bác nhá. Đấy, bên em báo giá một số mặt hàng để lắp cho xe Uây, xe Jim nhá. Đấy thì anh em là có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho em hai số điện thoại là 0364011683. Kết bạn Zalo nhá. Thì em giới thiệu một chút, em Quyết, em ở Bắc Giang nhá. Thì anh em là có nhu cầu mua máy thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại nhá. Anh em vừa xem kênh, anh em bớt chút thời gian, anh em cho kênh một nút like, một đăng ký kênh nhá. Thì sau video là có video là mới hay về các tất cả các dòng máy thì bên em sẽ giới thiệu, các bác có thể xem qua được. Thì bên em vẫn còn 5-6 cái đầu máy của con Phu Chà Leo nhá. Thì một lát em giới thiệu sau. Đấy thì hôm nay em giới thiệu một đầu máy mới để lắp cho xe Uây, xe Jim nhá. Đấy các bác là phù hợp, ok muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp bên em nhá. Rồi, đầu tiên bên em sẽ giới thiệu cho anh em là con máy Hangzi nhá. Con này Hangzi dòng của Trung Quốc nha các bác nha. Thì con này là hơi 125. Hơi 125, đầu bùa nhỏ, tay biên lớn. Hơi lớn nha anh em nha. Tất cả là hàng mới hết anh em nha. Đấy cái form này nó giống y hệt con máy của con Jim nha các bác nha. Đấy, form giống máy con Jim này. Đấy con này thì bên em giờ bán 4.300.000 đồng nha, chưa có phí vận chuyển nha. Đây là giá mua tại xưởng. Thì nó kèm theo cần đạp, cần số và chế hòa khí cho tất cả các bác. Đấy. Rồi tiếp theo sẽ con thứ hai nhá, thì bên em là con Lifan 125 côn tay. Đấy, cũng lắp cho xe Uây, xe Jim được hết nhá. Thì bên em có hai loại là côn tay và côn tự động nha các bác nhá. Còn côn tự động không? Hết rồi. Còn đấy thì bên em là Lifan 125 150, bên em đều có nhá. Con này là hơi 125 này. Tất cả bên em là bán là dòng mới hết nha các bác nhá. Dòng mới quay vòng. Đấy con này có côn tay cực ngon luôn. Rồi. Thì bên em có dòng đề gầm nha các bác nhé. Thì cái này nếu mà cái dòng xe này thì các bác chủ yếu là các bác gắn vào ba bánh nhá, thì nó chủ yếu là côn tải nó rất chi khỏe, nó không phải chạy tít được. Đấy, đây cốt này, cốt dài thục sâu vào xe ba bánh nhá. Đấy, giới thiệu một lúc nữa thì bên em sẽ giới thiệu cái dòng côn hai lồi, thì nó dòng để cho anh em đạt tốc độ cao nhá. Đây tiếp theo sẽ giới thiệu cho anh em là con Jin Trang này, con Jin Trang 110 nhá. Đấy con Jin Trang này là bên họ có hẳn một cái hãng xe tên là Jin Trang luôn. Đây là cái hàng máy 110 đấy anh em mới ra. Thì đấy, cái này hàng này thì cái cốt nó nhỏ này. Đấy cốt nó ngắn thì là con này chạy tít được nha các bác nhá. Đấy cái này nó có bộ xử lý khí thải này, hoặc là đấy tất cả hàng mới nhá. Con này thì giá nó cũng rất cái cao. Cao hay không là con này là bên em con này hai lùi quay. Đây, Jin Trang nha. Cái này máy mới toàn bộ nha, máy 110 nha. Máy mới. Nếu mà các bác về các bác thay vào con Uây, con Jim nha. Về các bác tháo cái lốc bên dầu này, bên điện các bác lắp vào cái là ngon luôn, chuẩn chỉ luôn, côn hai lùi chỉnh côn đây này. Đấy còn cái dòng kia là côn tải nhiều thì nó sẽ không có. Thì con này em báo giá luôn cho các bác là 4.700.000 đồng nha các bác nha. Đấy, máy Jin Trang này máy dựng cực ngon luôn. Đấy, rất chi là ok nha. Máy mới toàn bộ. Đây, máy mới toàn bộ rồi. Tiếp theo là giới thiệu cho các bác là con này là con Zing Pin 110 nhá. Zing Pin 100. Con này 125. Thì bên em có dòng 110 là giá 3.700.000 nhá. Còn 125 là 4.500.000 nha các bác nhá. Báo giá luôn cho tất cả các bác là theo cần đạp, cần số và chế hòa khí nhá. Đấy con này là hơi nhôm này. Đấy chạy rất chi khỏe nhá. Đây hơi 125 này. Ok nhá. Đấy cốt dài. Đấy các bác là gắn xe ba bánh thì các bác lên cốt dài là rất chi là ok. Hơi rất chi là ngon. Rồi. Em tiếp theo em giới thiệu cho các bác là con máy Longin hàng chính hãng nhá. Longin 110cc. Longin. Máy mới, con này máy màu xám nhá. Đấy các bác ưng được con máy này thì lắp cho xe Uây, xe Jim mà được hết cho các bác nha. Chị là ngon này, Uây Jim Cook Win quay vòng. Đấy, Long Jin, bên này chữ tàu, bên kia chữ Long Jin nhá. Tiêu chuẩn ISO 9001 nhá. Con này vách máy rất chi là dày, tổng con này nặng 25 cân nhá các bác nhá. Đấy, máy rất chi là khỏe. Đấy, máy 110. Về các bác thay thế tất cả dòng Uây Jim nhá. Rồi, thì hôm nay em giới thiệu mấy con dòng, con thế là anh em có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em nhá, Quyết Bắc Giang. Rồi chào tất cả các bác.